Xin chào mừng các anh em đã quay trở lại với kênh của Zika Audio chúng em ngày hôm nay. Và ngày hôm nay trong cái cấu hình combo này lên sóng, chúng em cũng có luôn chia sẻ và đồng hành với anh em cả cái chương trình mua trả góp nữa. Đối với hiện nay mua hàng online để mua trả góp thì chúng em cũng sẽ kết hợp trả góp theo hình thức trả góp online, là các anh em có thể tự động, các anh em có thể tự mình vào app của ngân hàng để đăng ký mua qua trả góp online, không cần phải ra quầy, cũng không cần phải đi đến tại công ty của Zika chúng em nữa. Cái điều kiện để các anh em mua trả góp được những cái đơn hàng hay những cấu hình combo lớn như thế này này thì nó rất là đơn giản. Các anh em chỉ cần mở cho mình một cái tài khoản ngân hàng và đăng ký mở một cái thẻ tín dụng, thẻ gọi là Visa tiêu dùng đấy, ghi nợ, thì trong cái thẻ đấy sẽ có, trong cái thẻ Visa tiêu dùng ghi nợ thì cũng sẽ có cái phần kích hoạt mua trả góp. Thì trong quá trình các anh em mua, cần mua tư vấn mua trả góp thì liên hệ trực tiếp cho công ty chúng em. Thì công ty chúng em sẽ tư vấn cho anh em về cái quy trình để mà mình thao tác, mình đăng ký trả góp. Còn trả thì nó sẽ có linh hoạt từ 6 tháng hoặc 12, 24 tháng. Nói chung là nó linh hoạt về cái trả góp, và trả góp thì lãi suất rất là thấp nhá anh em nhá. Tất nhiên là sẽ có lãi suất rất nhiều, anh em cứ nói là trả góp không lãi suất 0%. Cái này thì em xin chia sẻ luôn, vì lãi suất ngân hàng thì họ sẽ ứng tiền ra cho các anh em mua những cái sản phẩm âm thanh của chúng em thì họ cũng sẽ tính lãi suất, nhưng với cái mức lãi suất cực kỳ thấp nên các anh em yên tâm. Và quay trở lại chủ đề chính, đó là cấu hình combo này. Thì ngày hôm nay thì chúng em đang setup một cấu hình combo với cặp loa cây VK1204. Cặp loa cây này thì em có một cái video cũng so sánh rất là vui, vì gọi là chỉ hình thức thôi, với cùng tầm tiền thì nó có cái mẫu 938, thì cũng phải tùy thuộc vào cái không gian. Như bác khách hàng ở An Giang lựa chọn cho mình cấu hình combo này là cái không gian nhà bác để được cặp loa cây. Cặp loa cây đang có giá bán là 13.500.000. Đây là dòng loa được trang bị hai bát điện 25 đánh ra cùng đồng thời một lúc nhé, chứ không phải là bát cộng hưởng. Trang bị thêm hệ thống trung kép và hai con siêu chép đi kèm. Kích thước của cặp loa này thì cái chiều cao của nó lên đến 125 cm. Chính thức của nó thì nếu mà đo cái phần thịt là 120, còn thêm cái chân nữa, vì đây là dòng loa cây chúng ta để từ dưới nền nhà lên nên là sẽ phải chân phải cao để cái khoảng sáng gầm nó tốt hơn, nó không bị ẩm hỏng loa. Màu vân gỗ với những cái nếp vân rất tự nhiên, cũng như là cái màu vàng như này nó tăng thêm phần sang trọng cho cặp loa. Đây là để bỏ tấm bê căng nhé, các em có thể nhìn thấy tấm bê căng này, đây là tấm bê căng lụa, nó sẽ bảo vệ bụi này và những cái tác nhân bên ngoài gây ảnh hưởng đến loa, nên là sẽ yên tâm các em nếu mà nhà có các bạn nhỏ hay nghịch ngợm, các em cứ đẩy vào cho em. Cặp này hiện tại công suất của nó max lên được 700, công suất 700W và trở kháng là 8 ohm, độ nhạy 92 dB. Trong một dòng loa nhiều đường tiếng thì các em có thể ghép với rất nhiều những dòng âm ly khác nhau hoặc là cục đẩy nghe dòng nhạc. Ok, xin mời các em đến với cục loa siêu trầm. Ở đây thì bác đã lấy thêm cho mình cục loa siêu trầm. Phải nói là những cái mẫu loa trầm tầm tiền hơn 3 triệu một chút thì cái mẫu Leader 12 cộng này của chúng em bán rất tốt, và em thật sự em cũng rất thích ghép cục loa siêu trầm đi với những dòng loa. Ngay trong buổi sáng ngày hôm nay thôi thì cũng một cấu hình combo với cặp VK921, đúng rồi, 921 lên đường, cũng có cái cục loa siêu trầm Leader 12 cộng này. Và bây giờ cục loa siêu trầm Leader 12 cộng này cũng đi kèm bộ combo 1204. Cục này đang có giá bán là 3.500.000 đồng, với công suất max đưa ra là 500W. Màu vân gỗ rất đẹp và nó được bảo vệ con bát bằng cái tấm ê căng bằng sắt này. Đấy. Dù nhà các anh em có các bạn nhỏ có muốn đá chân vào cũng không bao giờ lo bị móp lõm rốn loa. Và đặc biệt là bảo vệ luôn cả cái lỗ thông hơi, thì cái vấn đề là những cái con côn trùng, cái con chuột dán chứ không thể chui vào làm ổ trong được. Và cuối cùng là bộ đôi của cái dàn máy. Các anh em có thể thấy là trên hệ thống chúng em thì thường sẽ ghép cho anh em với những chiếc đẩy X7 này, hoặc là D50S này, hay là những đẩy rời băng rời, thì tùy vào cái tài chính và cái sở thích của mỗi người. Ở đây bác khách ở An Giang thì lấy cho mình con X7 DAC. Con này thì nó là cái nền tảng của dòng đẩy liền vang cao cấp. Trang bị chip giải mã X7 này, có USB này, có router để nghe nhạc này. Tính năng hát karaoke thì tuyệt vời lắm. Eco ngọt, reverb hay, chống hú tốt. Công suất khỏe lên là 1000W một kênh. Con này là 2 kênh nhưng có 4 cửa ra, có 4 cửa ra các anh em nhé. Giá là 7 triệu đồng cho cái X7 DAC này. Và cuối cùng là bộ mic VK321.
Bộ mic VK321 này đang có giá là 3 triệu nhưng chúng em ghép trong cấu hình combo này thì em tính là 2 triệu. Vì là bình thường cấu hình combo đã được tặng một bộ mic không dây 4.9. Ở đây thì bác khách hàng ở An Giang thì lấy cho mình cái bộ mic này thì chúng em sẽ chiết khấu đi còn với cái giá là 2 triệu đồng. Các anh em có thể cộng tổng tất cả cho em sẽ ra một cái số tiền tổng cho cấu hình combo này. Nếu như mà các anh em muốn trả góp thì cứ liên hệ cho chúng em. Còn cấu hình combo này thì em sẽ đi vào test nhạc luôn để các anh em thấy được cái khả năng trình diễn karaoke của cấu hình combo này nó đặc sắc và nó phù hợp như thế nào với không gian nhà mình. Xong thì các cần tư vấn liên hệ trực tiếp chúng em nhé. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai, những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh. Và anh lại nhớ nhưng giờ em đứng chờ trông một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn trong đêm bão giông giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Xa, dấu gương mặt trên vai anh khóc hòa những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên có em tận đến những giây cuối cùng suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Anh lại nhớ nhưng giờ em đứng chờ trông một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn trong đêm bão giông giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Lìa xa dấu gương mặt trên vai anh khóc hòa những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên có em tận đến những giây cuối cùng suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Suốt cuộc đời dành hết cho em.